Xin chào tất cả quý vị, các bạn đang xem kênh của Lại Đăng. Bây giờ là 10 giờ 30 phút buổi trưa. Tôi đang có mặt tại huyện Chợ Đồn của tỉnh Bắc Cạn. Đường này, trên này vẫn sau trận bão vẫn đá lở rất là nhiều. Và bây giờ đang phải dừng lại cho ô tô đi qua này. Hôm nay thì tôi đến với bản Thi, Chợ Đồn, Bắc Cạn để bắt một con chó săn rắn rùa và một con chó săn lợn. Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp video ngày hôm nay nha. Đang lên dốc các bạn ạ. Lại gặp cái con đường nó đang giải phóng để làm đường bê tông này mới căng nha. Đi hơn một cây số rồi toán đường bùn đất như này. Đây ở phía dưới, đằng sau lưng này. Giữa đèo. Xe cứ phải bò số 1 thôi. Nhục lắm. Cái đường này thì tôi không thấy có lốt xe mới. Chắc chỉ có một mình tôi đi vào cái con đường này thôi. Vì dân ở đây người ta biết nó bẩn là người ta đi đường khác rồi. Nay mà chú em nó chỉ đi mình đi ở cái đường này. Gần hơn được bao nhiêu đâu. Chiều phải tìm đường khác thôi, xa hơn chục cây còn hơn là đi cái đường này 2-3 cây số. Bò. Xe vừa đi vừa bò. Quá nhục. Bây giờ là 12 giờ kém 10 rồi các bạn ạ. Tôi thì dự kiến là 10 giờ sẽ đến nơi. Nhưng mà chậm hơn so với dự kiến khoảng 2 tiếng vì đường khó đi quá. Và nói thật với anh em là hôm nay đến thì cũng quay video mà cũng nói thẳng với anh em luôn. Không thể đi mãi lên bản như thế này được. Nó quá vất vả, quá nguy hiểm. Và nó quá xa. Sau rất nhiều những chuyến đi thì cũng có nhiều cái định hướng rồi. Nhưng mà khẳng định với anh em là sau chuyến đi ngày hôm nay thì về nhất định là phải có cái định hướng khác trong cái việc tìm chó săn. Và xác định hôm nay lên đây xong là có thể là cũng chia tay luôn đấy. Được hay không được thì cũng phải ra về thôi. Chứ đi thế này thì mệt mỏi quá, không thể đi được. Sau một cuộc hành trình dài thì bây giờ tôi cũng đến nhà Lâm rồi các bạn ạ. Google Maps này chỉ bố láo quá này, đi mệt quá. 4-5 tiếng mới lên đến nơi. 100 cây số. Đây con này săn rùa rắn đây đúng không? 30 phút. Còn rùa thì giỏi hơn rắn à? Cứ mang đi săn rùa ấy. Có mang đi săn rắn đâu. Mang đi săn rùa cứ gặp rắn là nó tìm thôi đúng không? Con này chả 2 tuổi rồi nhỉ? Không, tuổi rưỡi. Tuổi rưỡi á? Con này tên là gì? Mộc. Mẹ là chuyên rắn nhỉ? Con này... con này được cái mũi đẹp đấy. Cắn nhau xước cả gáy cả trán này. Đây con cái khoang này các bạn. Con cái khoang này tôi bán cho Lâm đây. Bán đổi cho Lâm cách đây 2 năm trước. 3 năm rồi à? Nhanh thế nhỉ? Bây giờ thì nó bị mù một mắt rồi. Sau này con đi rừng được không? Vẫn kiếm ăn tốt à? À, mới sảy thai và triệt sản luôn. Răng rụng gần hết rồi. Dụng răng cửa thôi. Con này thì tìm rắn thì đỉnh cao lắm các bạn ạ. Xem con của nó thôi, giờ nó già quá rồi. Đây. Đây là con. Con này là con của con Khoang đúng không? Con bầy ti này là cháu của nó.
4 con. Đây con một người con này 18 tháng mà đẻ một người thật. 18 tháng mà đẻ con. Thế bao giờ? Non quá nhỉ, thế mà vẫn đẻ. 8 tháng á? Nó đẻ từ tháng mấy mà bây giờ tính 8 tháng. Thế bây giờ được con mẹ giờ được 9 tháng rồi, con này được. À. Con đẻ chưa được 1 tháng. Đẹp phết đấy nhờ. Con mẹ non chết. Thế con. Ủa? Con này là con là con nào đây? Con cọc à? Đây. Con là con cọc này gì? Đây, con cọc này đẻ được là 2 con, 1 con. Ờ. Đây con cọc này trước mình bán cho Lâm đây. Trước mình đã có video mình test con cọc này ở nhà đây. Con này đi săn trồn thì kém nhưng mà về sau lên đây đi săn rùa mới rắn. Lúc đấy là nó chưa quen đàn. Nó về nó chưa quen đàn, nó đi vào đàn mười mấy con chó chạy rồi. Con này được cái mũi thì không thể chê được nhỉ. Yeah. Con này săn rắn thì chẳng qua nó cắn khi săn rắn cứ tầm 3-40 phút là tìm bình thường. À. Thấy nó mới sủa. Sủa là nó mà sủa là nó cắn. Sủa là đến nơi rồi. Ừ, nó cắn. Con này lưỡi bây giờ nó đen hết chưa? Chưa, nó vẫn thế. Lưỡi con này là lưỡi đen 90% này các bạn. Không, không cắn. Mày bé tí là đi cắn một cho con. Con này là hổ chúa tìm mát. Mới lại con này trước mình đã bán đi Yên Bái rồi, xong lại mua lại bán đổi cho Lâm. Cọc lửng. Con của nó để lại một con à? Để một con. Nó cũng có đẻ nhiều, đẻ hai con. Bây giờ thì như sắp lại sắp đi tơ rồi sao? Sắp tơ à, lại chửa rồi đấy. Để xem đi tơ biết ngay có gì. Lại chửa rồi. Chửa rồi à? Hôm đó cái con vàng em bán cho anh nó phối một lần đấy. À. Đấy đến giờ không biết chửa chưa thì chịu hay là lại không đậu. Em không biết được. Chưa. Con đấy mới bắt được mấy hôm. Cái con này là rắn sao không? Đấy, con này thì chuyên rắn rùa rồi. À rắn mới rùa thôi. Nhanh lắm. Nhanh. Cái gì cũng nhanh lắm. 9 tháng mà đã đẻ đàn con rồi. Đấy. Mốc đây. Con này chân tay không hiền đề. Anh tưởng con này bây giờ phải 2 tuổi chứ nhớ không, lắm. Không, con này 2 tuổi hơn tuổi rồi. Cái mồm hơi sưng sưng là cắn nhau phải không? Nó sưng, nó mồm to này anh ạ, à, nó chỉ sưng chỗ này thôi, mồm à. Nó to thế đấy, không phải nó sưng đâu. Nó cắn lên rách đây. Con này thì hơi thấp chó, chân móng đẹp. Để cắn vào đây. Trôn đen bằng má đuổi ác không? Ui có đuổi ác, nhưng mà còn đuổi nhiều cây mèo này được mỗi con đấy. À. Con đợt đấy xong hôm nọ đi, cho anh ẩn nó mới béo thế này. Hôm nọ đây, mới vừa mới lấy về. Con này thì bây giờ cho về săn cầy hợp lý hơn hay là rắn mới rùa? Em nghĩ là rùa. Rùa gì? Bởi vì bây giờ mới được tuổi rưỡi là cứ tầm 3-40 phút là thoải mái đúng không? Tầm 3-40 phút đổ lại thôi. Nhưng mà chỉ là hổ chúa mới là hổ mang bành. Đấy, thế thôi. Còn hổ trâu trên này thì không có đúng không? À. Còn rùa thì không biết là rùa thì được tính tính gần tạ. Rùa được tạ chưa? Từ đợt trước em đến là chắc gần tạ đấy. Gần tạ. Ok, thế là ok rồi. Nhỏ thì đi săn nó đi hơi rùa từ đây đến dưới nhà dưới này. Ừ. Là chuyện bình thường, còn bây giờ thì không biết. Nó bây giờ nó đi xa người thì không biết đấy. Giờ đi xa, lúc nào sủa lên là thấy hả? Đấy. À con này gặp hơi sủa luôn không? Gặp hơi không thì sủa đâu, người nó đến gặp. Con đen này mấy con đực chưa? Đấy nó không làm luôn. Bắt được rồi là không bảo gì. Không. Còn con vàng này nó non nó thích quá. Ở nhà nó mới thế, nó không có làm đâu. Ừ. Nhưng mà lên rừng thì không trượt phát nào hả? Anh ơi, đấy nhá. Anh xem. Hai con này là bắt về rồi là không bảo gì hết. Cho nên anh em mà mang rùa đến test thì test thì thôi rồi, chịu hơn. Còn cứ đi vào rừng mới biết được. Đấy, bỏ trước mặt nó không bảo gì. Ừ. Bỏ đi. Được rồi. Đi xuống dưới kia thì xem con chó nữa xong rồi thì quay lên bắt con này. Quyết con này anh em ạ. Yeah. Anh em nào mang về đi săn rùa săn rắn thì alo nhá. À con này ở trên này thì chỉ săn hổ chúa với hổ bành thôi. Còn ông nào thích hai món còn, còn hổ trâu thì chưa được săn. Còn ông nào thích hai món thì rùa rắn là vô tư. Ông nào thích hai món thì còn kể cả anh em nào thích đi săn chồn đèn bạc má cũng vẫn được. Chủ không cho săn chồn đèn bạc má đâu nhưng mà nó đã từng nó gặp nó vẫn đã săn rồi. Cũng được ăn rồi. Được cắn hàng rồi đấy, cầy mèo rất là cắn rồi đấy. Bạc má cũng được không nói với anh ở dưới cũng được. Bạc má, cầy mèo với chồn đèn là cắn được hết rồi. Mà
chủ yếu vẫn là rắn và rùa thôi, rùa là chính, không rắn.